đến với lại con số 22 thì nó cho một cái mẫu dữ liệu là gồm 10 người tham gia nghiên cứu về ảnh hưởng của chế độ ăn kiêng và thể dục lên nồng độ máu, nồng độ cholesterol trong máu. Rồi vậy thì nó cho mình một cái bảng số liệu lúc đầu và lúc sau như thế này. Thì người ta kêu mình kiểm tra xem là có cái sự giảm ở trong cái trung bình với cái mức significant level là alpha là bằng 0,05 ha. Vậy thì một cái mẫu này mà lúc đầu và lúc sau thì mình nghĩ ngay đến việc đó là cái này là two sample nhưng mà nó thuộc về cái dạng đó là pair pair. Rồi vậy thì mình sẽ lấy trên trừ dưới, mình đặt đây là D là bằng cái x trừ y, đây là x, đây là y, đây là bằng x trừ y, là mình lấy hàng ở trên trừ hàng ở dưới trên từng cột này ha. Thì cái hàng đầu đây là 1, đây là 3 nè, này là trừ 11, hôm nay nó là 3, thì 15, 3, trừ 18, 7, trừ 1, 67 ha. Tiếp theo, đó là mình đã có cái cột đó là hiệu của x trừ đi y. Vậy thì bây giờ mình sẽ coi nó như one sample test thôi ha. Vì mình sẽ xét nó trên cái mẫu dữ liệu đó là D là bằng x trừ y. Rồi, vậy thì từ cái mẫu dữ liệu này thì mình sẽ xác định x trung bình của D và mình xác định sample standard deviation của D ha. Thì cái này mình sẽ dùng Casio này mình tính cho nhanh ha. 16 thống kê một biến ha, mình nhập vào là 67. Rồi tiếp theo là mình sẽ bấm AC option kéo xuống dưới số 2 x trung bình đây 6,9. Rồi tiếp theo đó là sample standard deviation 22,99 này, rồi mình lấy 23 ha. Vậy thì mình tiếp theo mình xác định cái giả thiết H0 là cái mu d, mình so sánh nó với lại một cái con số là delta không, thì delta không của mình đây nó bằng không ha, thì đây là dấu bằng. Vậy thì H1 của mình nó là mu của d nó như thế nào đây, nó kêu là có cái độ giảm, tức là nó như mình lấy lúc đầu trừ lúc sau đúng không, mà mình thấy nó giảm đúng không, giảm tức là lấy lúc đầu trừ lúc sau nó dương ha, đúng không, dương tại vì lúc đầu nó lớn hơn lúc sau mà nó mới giảm được đúng không. Mình sẽ tính nha, là mình tới tính tiếp mà cái test này statistic của mình, cái t của mình nó là bằng xd trung bình trừ cái delta không chia s chia cho căn n. Vậy thì x trung bình là 6,9 trừ cho delta không là bằng không, rồi mình chia cho s là 23 chia căn n là bằng căn 10 đây. Mình bấm này ra ha, 66,9 chia cho mình để cho nó chuẩn luôn ha, s chia cho căn n căn 10 đây là 0,9486 này ha. Rồi tiếp theo nó là mình tính cái con số dn trừ 1 của mình và đây là one sai alpha, vậy nó là bằng n trừ 1 là bằng 9, đây là 0,05. Mình tra bảng này ha, rồi nó là bằng 1,833. Vậy thì mình sẽ vẽ nó ra cho các bạn dễ hình dung ha. Vậy thì cái con số test của mình 1,833 là cái phân phối t của mình, thì cái reject deviation của mình là cái khoảng này từ 1,833 cho đến dương vô cùng à. Nhưng mà cái con số t0 của mình nó lại bằng 0,9486, cho nên là mình sẽ fail to reject ha, đúng không, tại vì nó không nằm trong cái vùng mà mình reject, cho nên là mình sẽ đưa ra kết luận đó là fail to reject H0. Thì mình đưa ra kết luận đó là cái data này mình không thể nào từ cái data này mình kết luận được nó là giảm về cái nồng độ máu ha.